Xin kính chào quý vị khán giả, chúng ta lại gặp lại nhau trong chuyên đề chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đón xuân Canh Tí với kịch bản không thể tệ hơn. Hầu hết cổ phiếu ghi nhận mức giảm sâu, có những cổ phiếu đạt mức giá thấp kỷ lục. Kể từ khi mở cửa đầu năm ngày 30 tháng 1 thì chỉ số VN Index đã giảm từ 959,58 điểm xuống chỉ còn 695,33 điểm tại thời điểm ngày 26 tháng 3, với nhiều phiên VN Index mất xấp xỉ 6,5%, thiết lập kỷ lục mới về mức giảm của chỉ số. Đây là mức giảm kỷ lục trong một phiên giao dịch của VN Index kể từ năm 2001. Nhà đầu tư đang phải đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều năm trở lại đây trước tốc độ giảm giá chóng mặt của các cổ phiếu. Vậy cổ phiếu ngành nào bị tác động mạnh trong thời Covid-19? Nhà đầu tư nên làm gì để tránh tổn thất trong danh mục? Tất cả sẽ có trong chuyên đề chứng khoán cuối tuần này với chủ đề Đầu tư chứng khoán thời Covid-19 phần 3, cổ phiếu ngành nào bị tác động mạnh? Mời quý vị cùng theo dõi. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng điểm qua một số cổ phiếu đã giảm giá mạnh trong thời gian vừa qua dưới tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Việc chỉ số VN Index giảm mạnh cũng đến trực tiếp từ việc các cổ phiếu vốn hóa lớn bị bán tháo hơn 2 tháng qua. Xét trong nhóm VN30 cũng là những cổ phiếu vốn hóa lớn nhất trên sàn thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, toàn bộ nhóm này đều giảm so với thời điểm cuối tháng 1 đầu năm. Trong đó, cổ phiếu giảm mạnh đến cuối ngày 24 tháng 3 là ROS của công ty FLC Faros. Cổ phiếu này đã giảm một mạch từ mức 10.300 đồng phiên ngày 22 tháng 1 xuống còn 4.540 đồng phiên ngày 24 tháng 3, mất 56% thị giá sau 2 tháng. Đây cũng là số thua lỗ ghi nhận trên tài khoản nếu nhà đầu tư rót tiền vào cổ phiếu này từ đầu năm. Trong nhóm VN30, ngoài ROS, còn tới 7 cổ phiếu khác cũng giảm trên 40% từ cuối tháng 1 đến nay, bao gồm SAB của Sabeco giảm từ 232.500 đồng về 115.500 đồng, tương đương giảm 50%. BVH Tập đoàn Bảo Việt giảm từ 67.000 đồng về 34.550 đồng, tương đương 48%. VRE của Vincom Retail giảm 46%. PNG của Vàng Phú Nhuận giảm 44%. PID của BIDV giảm 43%, MWG của Thế giới Di động giảm 42% và GAS của Tổng Công ty Khí Việt Nam cũng mất đến 41%. Ngoài nhóm này, cũng có tới 12 mã dù VN30 giảm trên 30%, trong đó đều là những cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường hiện nay. Như VIC của Vingroup, cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường hiện nay đã giảm tới 38% thị giá so với cuối tháng 1. Tính theo số tuyệt đối, mỗi cổ phiếu doanh nghiệp này đã mất 43.400 đồng. Với quy mô hơn 3,38 tỷ cổ phiếu niêm yết, đà sụt giảm này đã khiến vốn hóa của Vingroup bốc hơi gần 147.000 tỷ đồng trong 2 tháng. Là cổ phiếu lớn thứ hai thị trường về vốn hóa, VCB của Vietcombank 2 tháng qua cũng đã giảm 38%, khiến vốn hóa của nhà băng này mất hơn 131.000 tỷ đồng. Số vốn hóa sụt giảm tại các doanh nghiệp quy mô lớn khác cũng lên tới vài chục cho tới hàng trăm nghìn tỷ, như VHM của Vinhomes mất 114.000 tỷ đồng, BID của BIDV mất 96.000 tỷ đồng, hay như VNM của Vinamilk cũng đã đánh mất hơn 61.000 tỷ đồng. Tính đến nay đã hơn 2 tháng kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, không ít doanh nghiệp đã chịu những thiệt hại nặng nề do dịch bệnh này. Mời quý vị theo dõi ghi nhận ngay sau đây của chúng tôi. Là một doanh nghiệp có hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, lãnh đạo doanh nghiệp này chia sẻ những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Trước tình hình này thì chúng tôi cũng có một số cái khó khăn nhất định đối với cái hoạt động sản xuất kinh doanh trong ba cái lĩnh vực chính là bất động sản, năng lượng và xây lắp. Thì đối với hoạt động bất động sản thì riêng cái khối khách sạn thì trong 3 tháng đầu năm thì cái doanh thu đã giảm hơn 10% so với các cái quý cùng kỳ của năm 2019. Còn đối với bất động sản thì các dự án mới như Chavilla thì chúng tôi cũng không thể mở bán được đúng như cái cam kết đối với cả thị trường trong tháng 3 2020. Đấy, tuy nhiên thì cái mảng sản xuất kinh doanh điện của tập đoàn thì cũng rất là ổn định, đặc biệt là cái dự án điện mặt trời Phong 4 thì qua 8 tháng phát điện thì chúng tôi có một sản lượng rất ổn định và ước năm 2020 sẽ đạt được khoảng cái doanh thu khoảng 204 tỷ đồng. Và tổng cái doanh thu từ điện cho năm 2020 thì chúng tôi ước khoảng 800 tỷ đồng.
Để giảm thiểu rủi ro từ dịch COVID-19, doanh nghiệp này cho biết đã đưa ra nhiều giải pháp kịp thời để có thể ứng phó trong thời điểm hiện tại. Ngay từ trong những cái ngày đầu tiên mà nhà nước cũng như là chính phủ kêu gọi cái việc mà ra tay để phòng chống cái dịch bệnh này thì tập đoàn cũng ban hành cái hướng dẫn trong tập đoàn cũng tham gia việc khử trùng thường xuyên văn phòng, phát khẩu trang và tuân thủ các cái quy định của ngành y tế cũng như là của thành phố. Còn đối với tập đoàn thì chúng tôi cũng yêu cầu các cái đơn vị trong tập đoàn là rà soát lại toàn bộ các công trường dự án, toàn bộ các cái hợp đồng kinh tế có ảnh hưởng bởi cái dịch Covid này, và đặc biệt là đối với hợp đồng nhập khẩu cho các dự án mới của chúng tôi đang dự kiến tiến hành là dự án infra và dự án điện gió 7A. Thì hiện tại các hợp đồng nhập khẩu chúng tôi đã ký thì cái này thì chúng tôi cũng đã có những cái lường trước trong các cái điều khoản hợp đồng để đảm bảo cái dịch Covid này không ảnh hưởng nhiều đến tiến độ của hai dự án mới này. Cổ phiếu của doanh nghiệp này đã niêm yết trên sàn HOSE được 10 năm. Tuy nhiên, theo lãnh đạo doanh nghiệp thì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã tác động nặng nề đến thị giá của cổ phiếu này. Cổ phiếu Hà Đô thì nó không nằm ngoài ảnh hưởng chung của thị trường và giá cổ phiếu đã giảm hơn 40%. Và đây là cái giai đoạn sâu nhất của toàn thế giới và ở Việt Nam và cũng là sâu nhất của Hà Đô trong 10 năm vừa qua. Và cái này thì nó xuất phát từ tâm lý chung của các cổ đông thôi, của nhà đầu tư thôi. Thì nhiều người lo lắng dè chừng, mặc dù hoạt động công ty chúng tôi vẫn đang rất là tốt. Đây chỉ là một doanh nghiệp trong số rất nhiều những doanh nghiệp đang phải hứng chịu những thiệt hại do COVID-19 gây ra. Nếu như dịch bệnh này sớm được kiểm soát, doanh nghiệp hoạt động trở lại, thì nền kinh tế mới có cơ hội phục hồi, phát triển. Du lịch, bất động sản, ngân hàng và rất nhiều những ngành nghề khác đều bị tác động tiêu cực bởi COVID-19. Tuy nhiên, vẫn có một số điểm sáng trên thị trường như ngành dược hay công nghệ thông tin lại được hưởng lợi trong bối cảnh này. Cụ thể ra sao? Mời quý vị tiếp tục theo dõi ghi nhận ngay sau đây. Ngay sau khi có thông tin về đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, có rất nhiều nhóm ngành đã bị ảnh hưởng. Trong đó đáng chú ý có các cổ phiếu thuộc nhóm ngành năng lượng, du lịch và xuất nhập khẩu đã chịu những tác động tiêu cực ngay lập tức. Tính đến nay, sau hơn 2 tháng dịch bệnh hoành hành, gần như tất cả các lĩnh vực trong nền kinh tế đều hứng chịu ảnh hưởng do cung cầu giảm. Trong thời gian dịch bệnh, người dân được khuyến khích ở nhà, hạn chế đi lại và tránh tụ tập đông người. Học sinh, sinh viên được nghỉ học. Vì vậy, theo chúng tôi nhận định thì những ngành như giáo dục, những ngành như hàng không, du lịch, giáo dục sẽ chịu tác động nặng nề. Ngoài ra, việc kinh doanh ế ẩm khiến cho các hộ kinh doanh phải trả mặt bằng, dẫn đến ngành bán lẻ cũng như là bất động sản sẽ bị ảnh hưởng. Trong thời gian dịch bệnh, các quốc gia bị phong tỏa, hạn chế giao thương, dẫn đến các ngành sản xuất và xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như dệt may, da giày, gỗ cũng sẽ chịu tác động nặng nề. Dịch COVID-19 đã làm gián đoạn cái chuỗi cung ứng toàn cầu khi mà nhiều quốc gia đã phải đóng cửa biên giới, hạn chế tối đa các hoạt động du lịch, thương mại cũng như là hạn chế tối đa các luồng hàng hóa đối với qua lại với các vùng có dịch. Và cái việc này làm cho cái hoạt động sản xuất ở rất là nhiều quốc gia đã bị gián đoạn, và đặc biệt đối với Việt Nam, như chúng ta đã biết là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của chúng ta gần đây đã đạt đến 200% so với GDP, độ mở nền kinh tế lớn. Nên khi mà hoạt động thương mại quốc tế bị đình trệ thì tác động đối với nền kinh tế Việt Nam là tác động đến hầu hết tất cả các ngành nghề. Ở chiều ngược lại, theo giới phân tích, vẫn có những ngành được hưởng lợi trực tiếp từ dịch bệnh corona này, do đó nhà đầu tư vẫn có thể tận dụng các nhịp giảm của thị trường để đầu tư dài hạn vào nhóm các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Ảnh hưởng đến các cái lĩnh vực thương mại và nói chung là chỉ có mỗi ngành dược là được hưởng lợi thôi, còn tất cả là đều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên có một số ngành thì sẽ là ảnh hưởng có mức độ nhẹ hơn, như kiểu ngân hàng và sắt thép. Chúng ta có thể thấy ngành công nghệ thông tin, thương mại điện tử cũng như là truyền thông sẽ được hưởng lợi từ dịch bệnh lần này. Công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra nhanh và mạnh. Như chúng ta có thể thấy thì ngân hàng nay đã có ngân hàng điện tử, internet banking, ví điện tử. Bên cạnh đó thì thương mại điện tử cùng sự bùng nổ của taxi công nghệ hy vọng là sẽ được hưởng lợi trong giai đoạn lần này. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nếu dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến khó lường thì nền kinh tế nhìn chung vẫn chịu nhiều mất mát. Trong ngắn hạn, có thể một số ngành như là y tế sẽ được hưởng lợi.
Tuy nhiên, khi mà chúng tôi xét đến cái tác động trong dài hạn thì chúng tôi cho rằng một số tác động tích cực trong ngắn hạn, chẳng hạn như là cái sức tiêu thụ của một số loại mặt hàng liên quan đến vật tư y tế gia tăng, hay là một số cái chi tiêu dành cho sức khỏe tăng lên, hay là một số chi tiêu dành cho bảo hiểm sức khỏe tăng lên do cái sự e ngại về dịch bệnh, cũng không thể bù đắp lại được cái những cái tác động tiêu cực trong dài hạn của dịch bệnh COVID-19 tới bất kể một ngành nghề nào, khi mà dịch bệnh COVID-19 đang cho thấy những cái tác động rất là mạnh tới sức tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu cũng như là sức tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Thị trường trong nước được đánh giá là đang trong quá trình hồi phục sau những nhịp giảm sâu. Vì vậy, các phiên hồi phục tiếp diễn nếu có vẫn mang tính kỹ thuật và có thể gặp rung lắc khi lượng hàng bắt đáy về tài khoản. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam liên tục có diễn biến trái chiều, VN Index có lúc đến mất trên 40 điểm, các cổ phiếu blue chip bị khối ngoại tập trung bán ròng. Câu hỏi đặt ra là nhà đầu tư nên làm gì để giữ được vị thế an toàn trên sàn? Mời quý vị đi tìm câu trả lời trong phóng sự ngay sau đây. Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã tác động mạnh mẽ đến tất cả các nền kinh tế trên thế giới. Từ đó, thị trường chứng khoán toàn cầu cũng chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Giai đoạn vừa qua có thể nói là một trong những giai đoạn khốc liệt nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam, khi chỉ trong vòng hơn một tháng thị trường đã giảm hơn 30%. Tuy nhiên, nhìn rộng ra với bối cảnh của các thị trường tài chính trên thế giới thì chúng ta thấy rằng đà giảm điểm rất là mạnh này không chỉ xảy ra tại thị trường Việt Nam, mà nó diễn ra bắt đầu từ thị trường chứng khoán Mỹ lan sang hầu hết các thị trường chứng khoán ở trên thế giới. Và xét về nguyên nhân thì nguyên nhân cơ bản và quan trọng nhất vẫn đến từ dịch bệnh COVID-19 với cái khả năng lây lan nhanh chóng, cũng như khi mà một quốc gia đã phát hiện các ca nhiễm bệnh COVID-19 thì cái giải pháp mà quốc gia đấy bắt buộc phải lựa chọn chính là hạn chế tối đa các cái hoạt động ở trong nền kinh tế, và điều này làm cho nền kinh tế trở nên chậm lại, tác động cả ở phía cung lẫn phía cầu của một nền kinh tế và tạo nên những cái tác động rất là lâu dài và nghiêm trọng đến cái khả năng sản xuất của một nền kinh tế. Theo giới phân tích, ở thời điểm hiện tại, mức định giá P/E của thị trường chung và nhóm các cổ phiếu cơ bản đang ở mức hấp dẫn, nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội này để tham gia nắm giữ. Nhà đầu tư ngoài việc là chúng ta chỉ duy trì ở một cái tỷ trọng ở một cái mức thấp thì các nhà đầu tư vẫn có thể mở các cái vị thế mua ở những cái nhóm cổ ngành mà có sự tăng trưởng, được đánh giá là vẫn có sự tăng trưởng trong năm 2020, ví dụ như một số các cổ phiếu ngân hàng hay là thép, hoặc là một số các cái cổ phiếu cơ bản thuộc các cái ngành như là công nghệ thông tin, điện nước chẳng hạn, mà giá đang về những cái vùng giá hấp dẫn thì chúng ta cũng có thể mở các cái vị thế mua mang tính chất dài hạn đối với cái nhóm ngành này. Hiện nay PE của thị trường Việt Nam đang chỉ có khoảng 10,5 lần, thì sau những một thị trường mới nổi và có tiềm năng phát triển với tốc độ phát triển trung bình của nền kinh tế rơi khoảng trên từ 6-7% thì rõ ràng đây là một cái vùng giá khá là thấp. Rất nhiều cổ phiếu hiện đang có mức PE chỉ thậm chí còn dưới 1 hoặc là chỉ rơi khoảng 4-5, ví dụ như là mức PE trong giai đoạn hiện tại của một số cổ phiếu ngân hàng như là MBB, CTG hay là HD Bank thì đang đều ở mức dưới 10, có nghĩa là nó đang ở mức khá là thấp so với cả mức định giá chung của các cổ phiếu đó, hoặc là những cổ phiếu có cơ bản tốt, có vay nợ ít, như ngành sản xuất cơ bản như Hòa Phát hay là như là PVGas thì đều đang ở mức định giá hấp dẫn kể cả về PA, PE và PB. Như vậy thì sau khi mà thị trường chứng khoán trải qua cái sự khủng hoảng này thì hoàn toàn các cổ phiếu đó là những cổ phiếu có cơ hội hồi phục khi mà thị trường diễn ra ổn định trở lại và dòng tiền sẽ có thể tham gia vào trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 có diễn biến khó lường nên theo các chuyên gia, nhà đầu tư không nên sử dụng margin để bắt đáy ngắn hạn của thị trường. Điều này có thể làm tổn hại đến danh mục của nhà đầu tư. Hầu hết các quốc gia ở trên thế giới chưa có một phương thức nào để có thể kiểm soát dịch bệnh hiệu quả. Điều này khiến cho các biến động ngắn hạn trong thời gian sắp tới cũng như là tâm lý của nhà đầu tư ở trên thị trường tương đối là bi quan, và các biến động ngắn hạn rất khó có thể dự đoán được và đem lại rủi ro rất lớn đối với hoạt động giao dịch ngắn hạn, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư có sử dụng margin để với kỳ vọng là bắt đáy ngắn hạn của thị trường. Chúng tôi cho rằng ở thời điểm hiện tại, các nhà đầu tư dài hạn với tỷ trọng cổ phiếu chưa quá cao
sẽ là những người phù hợp tham gia vào thị trường. Còn các nhà đầu tư nói chung nên hạn chế việc giao dịch ngắn hạn. Việc duy trì được danh mục ở thời điểm khó khăn này đòi hỏi nhà đầu tư cần bình tĩnh, sáng suốt khi đưa ra quyết định đầu tư. Với những yếu tố cơ bản tốt đến từ nền kinh tế vĩ mô ổn định, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn có cơ sở để phục hồi và tăng trưởng tốt. Vẫn biết không có lời khuyên nào là hoàn toàn đúng đắn trong bối cảnh khó khăn này, do đó để đứng vững trên thị trường chứng khoán, nhà đầu tư cần thật sự bình tĩnh. Rất mong những thông tin chúng tôi vừa gửi đến quý vị sẽ phần nào hỗ trợ quý nhà đầu tư vượt qua thời Covid-19. Còn bây giờ chương trình chứng khoán cuối tuần này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.